FIL phản ứng mạnh sau loạt tin tốt đến từ Filecoin. Token gốc FIL của mạng lưới lưu trữ phi tập trung Filecoin đã bất ngờ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng sau loạt sự kiện phát triển mới. Cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ sự phấn khích về kế hoạch ra mắt máy ảo Filecoin, gọi tắt là FVM, vào ngày 1 tháng 3 tới của mạng lưới. Đây được xem là một nền tảng phần mềm sẽ giới thiệu các hợp đồng thông minh và cho phép các nhà phát triển thiết kế các ứng dụng phi tập trung trên mạng Filecoin. Được công bố lần đầu tại hội nghị FIL Singapore vào tháng 9 năm 2022, FVM hứa hẹn sẽ hỗ trợ hàng loạt các ứng dụng có thể lập trình như lưu trữ vĩnh viễn, sao chép lưu trữ và tự động sửa chữa cũng như staking thanh khoản thông qua phần thưởng khối. Bên cạnh đó, FVM cũng có thể tương tác với máy ảo Ethereum, cho phép Filecoin hình thành các cầu nối chuỗi chéo. Ngoài ra, khả năng tương thích cũng giúp giảm phí ga và tăng tốc độ giao dịch. Tính đến 8 giờ sáng nay, giá của FIL đã tăng vọt hơn 31,7% trong 24 giờ qua lên mức 7,43 đô la, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Thêm một cựu giám đốc FTX lên kế hoạch nhận tội. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 17 tháng 2, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX, Nishat Singh được cho là đang thực hiện một thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ. Nối gót cựu giám đốc công nghệ FTX là Gary Wang và cựu giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison. Những người đã nhận tội gian lận vào tháng 12 năm 2022 sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên là người giữ im lặng khá lâu và ít ra mặt tại các phiên tòa xét xử của FTX. Singh đã bắt đầu xuất hiện trở lại vào đầu tháng 1 tại một phiên họp tại văn phòng của luật sư ở New York, Hoa Kỳ để bàn về các thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Cũng tương tự như những thành viên khác, Singh cũng đối mặt với nhiều các cáo buộc hình sự khác nhau. Vào ngày 14 tháng 2, Singh cùng một số lãnh đạo của FTX đã bị triệu tập trong một vụ kiện tập thể chống lại công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital và các công ty như THOMA Bravo và Fazadiem. Dự trữ Binance thâm hụt hơn 2,3 tỷ đô sau vụ lùm xùm của PUSD. Sau hơn 4 ngày kể từ khi cuộc xung đột pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, được bắt đầu, các nhà đầu tư đã rút hơn 2,3 tỷ đô la khỏi Binance. SEC đã thông báo về việc sẽ kiện nhà phát hành đứng sau tay bồ côi PUSD, Paso vào ngày 13 tháng 2. Theo dữ liệu từ Glassnode, vào thời điểm đó Binance đã nắm giữ hơn 14,4 tỷ PUSD trong kho dự trữ của mình. Tuy nhiên, sau thông báo từ SEC, quỹ PUSD của sàn giao dịch cũng bắt đầu thu hẹp nhanh chóng. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, lượng nắm giữ PUSD của Binance đã giảm hơn 16% xuống chỉ còn khoảng 12,1 tỷ PUSD. Cũng trong ngày 13 tháng 2, Paso đã nhận được lệnh yêu cầu ngừng phát hành PUSD bởi Sở Dịch vụ Tài chính New York. Trước tin dữ này, giá của token BNB của Binance đã lập tức giảm hơn 9%, kéo theo sau đó là làn sóng người dùng ồ ạt rút tiền khỏi sàn giao dịch. Pico Team nhắc lại tham vọng vĩ mô của P-Network. Với tất cả những gì đã đạt được trong suốt thời gian qua, Pico Team đã phần nào chứng minh được tầm nhìn dài hạn mà dự án đã đặt ra vào năm ngoái. Nhắc lại mục tiêu được đặt ra vào đầu năm 2022 của mình, Pico Team cho biết tầm nhìn của P-Network là xây dựng hệ sinh thái ngang hàng và trải nghiệm trực tuyến toàn diện nhất thế giới, được thúc đẩy bởi đồng Pi, loại tiền điện tử sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Với sứ mệnh lớn lao này, trong suốt một năm qua P-Network đã từng bước chứng minh và hoàn thiện mình, từ triển khai các tiện ích trong hệ sinh thái, tập trung xây dựng công cụ KYC, P-Wallet đến thu hút lập trình viên tham gia phát triển ứng dụng cho Pi thông qua Hackathon, tất cả đều được định hướng và hoàn thành một cách rõ ràng. Và kết quả là hiện dự án đã viral rất mạnh mẽ với hàng chục triệu người dùng trên toàn thế giới đã được tiếp xúc với dự án. Gần đây, P-Network cũng đã trải qua một đợt bảo trì lớn, phía đội ngũ kỹ thuật cũng đã tiến hành nâng cấp và bổ sung một số tính năng mới cho mạng lưới, đặc biệt là tính năng nhà phát triển đã được thêm vào P-Wallet, cho phép các nhà phát triển có thể tạo ví cho DApp. Song song với việc nâng cấp mạng lưới Pi, cuộc thi Hackathon cũng đang đi đến những giai đoạn cuối cùng để tìm ra những dự án chất lượng bổ sung vào hệ sinh thái P-Network. Xét buộc tội ngôi sao NBA Paul Pierce nỗ lực càn quét crypto. Tiếp tục các nỗ lực thực thi, mới đây Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, đã buộc tội cựu cầu thủ NBA Paul Pierce xoay quanh việc tham gia quảng cáo dự án tiền điện tử trên các kênh truyền thông xã hội. Trong một thông báo vào ngày 17 tháng 2, SEC cho biết Pierce đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng cáo cho dự án tiền điện tử EtherMax, hay còn gọi là EMAX, thông qua các kênh truyền thông xã hội, đồng thời đưa ra các nhận xét sai sự thật và gây hiểu lầm về dự án. SEC cũng tiết lộ thêm rằng phía dự án EtherMax đã trả cho cựu ngôi sao NBA số tiền lên đến 240.000 đô la để đăng quảng bá về dự án.
là một phần của thỏa thuận, Paul Pierce đã đồng ý nộp phạt 1,115 triệu đô la cho Sét và khoảng 240.000 đô la tiền bồi thường. Đồng thời sẽ bị cấm quảng cáo cho tất cả các dự án tiền điện tử trong vòng 3 năm. MAX là một token chạy trên mạng Ethereum. Đây được xem là một dự án không có bất kỳ tiện ích nào. Dự án này đã gây chú ý vào năm 2021 khi những người nổi tiếng như Kim Kardashian và Floyd Mayweather đã tham gia quảng cáo cho nó. Sét cũng đã từng phạt Kim Kardashian 1,2 triệu đô la vào tháng 10 năm ngoái với các cáo buộc tương tự như với Pierce. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipto List VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.